khỏi có điện không ai nữa, tại với 20 ngàn với 10 ngàn. Đây đây đây, các bạn khác được, nhất là vui được được lên chương trình để mình được buôn bán, nó cũng đông khách, được nhờ bà con của bác sẽ biết thêm nhiều mình bán quán ăn hè phố của Việt Nam mình đi qua nước ngoài thì mình được nhất là vinh hạnh đi. Nó làm cho du lịch của Việt Nam mình phát triển lên, như tất cả các nước biết đến những cái món ăn đặc trưng của Việt Nam mình và nó rất riêng. This is really good to promote street food because street vendors, they have gold in the end, you know. They have a real talent. When I going at the restaurant, I don't really care about how is the table, how is the decoration. Me, what I want is I want taste and taste. And if you go to Thailand, if you go to Vietnam, if you go to Sri Lanka, every time you have street food, you have the keyword is tasty food.